ca viên của ca đoàn Fatima. Ngày hôm nay chúng ta, Chúa ban tặng cho chúng ta một cơ hội để chúng ta chiêm ngắm và cầu nguyện với Đức Maria, Đấng đã hiện ra tại Fatima để nhắn nhủ với nhân loại rằng: hãy ăn năn đền tội, hãy siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ. Đây là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình với ánh sáng, sự soi chiếu của những lời nhắn nhủ của mẹ. Cũng như đây cũng là một cơ hội để một lần nữa chúng ta phó thác cuộc đời của chúng ta, thế giới của chúng ta cho trái tim vẹn sạch của mẹ. Xin cho tình yêu và trái tim của mẹ được hiện thắng trong cuộc đời của mọi người chúng ta, và để tình yêu của mẹ hiện thắng trên thế giới này, cho thế giới này được bình an. Fatima lạ cái là không có các ông các anh một thành viên chính thức, nhưng mà trái tim của người mẹ, trái tim của một con người mà rất gần gũi Chúa, thì hy vọng là chúng ta phục vụ hăng say hết mình, yêu mến mẹ bằng việc lần chuỗi mân côi, nhưng đặc biệt là phục vụ với con tim của mẹ, con tim mà luôn luôn trong sáng, con tim tràn đầy yêu thương. Chuyện mà các bà các chị trong ca đoàn Fatima phục vụ đám cưới, phục vụ lễ tang, luôn luôn sẵn sàng cho mọi nơi mọi lúc, nói lên tinh thần mà chắc chắn một điều là mẹ yêu mến, mẹ chúc lành và đặc biệt là mẹ thêm sức. Còn nếu bình thường thì chắc chắn các bà các chị không đi được đến bây giờ. Chắc chắn không đi đến bây giờ. Chắc chắn trong lòng của các bà các chị trong ca đoàn Fatima có con tim của Đức Mẹ, có sự phục vụ của Đức Mẹ, có lòng mến của Đức Mẹ. Và nếu mà chúng ta mà yêu mến chẳng chuỗi mân côi mỗi ngày thì chắc chắn lòng tin, lòng mến và sự phục vụ của chúng ta sẽ luôn luôn tiếp tục được tốt đẹp và tốt đẹp hơn thế nữa. Một giáo xứ có tới 12 ca đoàn hùng mạnh. Ca đoàn Fatima chúng con vẫn đang thiếu về nhân lực, yếu về chuyên môn, nhưng vẫn được sự tin tưởng của các cha, sự giúp đỡ của hội đồng mục vụ giáo xứ, sự yêu thương của các chú, các anh ca đoàn Gerardo luôn đồng hành cùng ca đoàn Fatima phục vụ. Cảm tạ Thiên Chúa và mẹ Fatima đã ban cho chúng con đầy ơn tin cậy mến của giáo xứ. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý hội đồng mục vụ, quý ban điều hành, các ca đoàn đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ để ca đoàn Fatima chúng con hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Fatima ban cho cha bề trên, quý cha đặc trách, quý cha, quý sơ, quý thầy, quý ban điều hành, quý cộng đoàn dân Chúa thật nhiều ơn bình an và tràn đầy sức khỏe. Xin hãy tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho ca đoàn Fatima của chúng con. Thank you.
làm cho tôi những điều cao cả.